thực hiện các nội dung trong chỉ thị 16 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 4, thành phố Hà Nội buộc phải đóng cửa các dịch vụ kinh doanh không phải là mặt hàng thiết yếu. Trải qua hơn một tuần triển khai, nhìn chung đa số người dân đều hưởng ứng và nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung trong chỉ thị. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên môi trường.net.vn, vào ngày 9 tháng 4, nhiều hàng quán đã phớt lờ lệnh cấm, lén lút hoạt động. Theo ghi nhận, trên một số tuyến đường như Nguyễn Trãi, Mai Dịch, Lương Thế Vinh, Khuất Duy Tiến, rất nhiều cửa hàng không bày bán hàng hóa công khai mà chỉ mở một phần kiosk hoặc bố trí người ngồi ngoài để chào mời khách. Khi người dân muốn mua hàng, họ vẫn tiến hành việc mua bán bình thường. Việc mua bán thường diễn ra khá nhanh. Theo khoản 4 điều 11, Nghị định 176 năm 2013 NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi không thực hiện việc tạm dừng hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. Như vậy, nếu không đóng cửa theo yêu cầu của Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19 thì cơ sở kinh doanh lén lút có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng theo quy định của pháp luật.